Đoạn phim này được anh Nguyễn Duy Dũng, 46 tuổi, ghi lại tại văn phòng một công ty nằm tại tầng 2, tòa HH1B chung cư Meco Complex ở số 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nhìn lỗ thủng ở phần cây nới này có thể thấy phần cây nới được làm bằng nhựa alu, kết cấu không vững chắc nhưng vẫn được chất hàng hóa lên. Lỗ thủng này là hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người rơi từ khu vực văn phòng cây nới tầng 2 xuống sảnh dẫn đến bị thương. Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 27 tháng 3 năm 2021, trong lúc đang làm việc tại văn phòng thuê tại tầng 2 tòa nhà, nữ giám đốc công ty đặt tại văn phòng này và một nhân viên bất ngờ rơi xuống sảnh. Theo anh Nguyễn Duy Dũng, nữ giám đốc và nhân viên bị rơi từ văn phòng xuống từ độ cao khoảng 10m, bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngày 27 tháng 3 là ngày nghỉ nên khu vực này ít người già và trẻ em đi lại, do đó không có thêm nạn nhân. Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Dũng đã yêu cầu ban quản lý tòa nhà phải có biện pháp để đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống tại đây. Ban quản lý tòa nhà sau đó đã đặt biển cảnh báo tạm thời. Tóm lại là bây giờ phải có cái gì để cảnh báo cho dân đi cảnh qua lại đây. Cảnh báo cho dân thì bọn em đang làm đây rồi, anh cứ báo một phát là ngay. Thế làm cái gì cảnh báo đây, cho dân là thôi. Đây, lúc ban đầu đây. Bây giờ anh nhìn thấy không đáng chưa? Người ta đã giờ những cách đơn nặng các thứ ra rồi gì nữa. Anh còn báo họ không truy dưỡng cái gì đó. Còn họ có trách nhiệm làm sao không cho mật bất cứ một cái vật gì ở đây rơi xuống đấy là được. Okay. Đúng rồi, người còn cái đấy bọn em sẽ làm cái cảnh báo. Anh không trao đổi với đại hội vì hội không có quyền hạn. Có những cái ý kiến mà bọn em thấy vô lý. Trong cái đấy, anh báo ở cảnh báo, bọn em đồng ý rồi, anh Quang đã báo sẽ làm cảnh báo. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai cho biết, sau khi xảy ra sự việc, công an phường đã phối hợp với công an quận Đống Đa làm rõ nguyên nhân. Sau khi được đưa đi cấp cứu, sức khỏe hai nạn nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Con mới chuyển đến này. Ôi trời, chỗ này hồi xưa là cái